chào tất cả các bác nha. Hôm nay em giới thiệu cái dòng máy cắt cỏ. Đây là những cái máy cắt cỏ này, máy pin và máy xăng. Máy pin thì có cái loại 18V và 36V. Và máy xăng thì có thằng UV động cơ 2 thì công suất là 25cc. Đây, trước tiên thì em đang hành lý một con máy cắt cỏ này. Cắt cỏ này là đồng cắt cỏ có than 36V, 40V. Đây là 36V. Cái này là cần thẳng này. Cắt bằng cái đầu dây cước. Con này thì cắt là mạnh các bác nhé. Đây, thân máy này thì em đang bán là 800.000. 800.000 cho cái thân máy cắt cỏ của ZUB 36V này. Cần thẳng. Bên cần thẳng như này thì có 600.000 thôi. 600.000, 800.000. 800.000 các bác nhé. Đây, và bên này thì còn cái cây này là cây cắt cỏ đút led HB 40V hàng Mỹ. Đây là cái 40V. Đây là cắt dây cước luôn, cái này toàn bộ là cắt bằng dây cước. Còn nào mình lấy cái này, cái thân máy này không thì giá của nó là 1.500.000. 1.500.000 em bao ship các bác nhá. Cái cần cái này của nó là bằng carbon siêu nhẹ. Cái thân máy này thì em bán là 1.500.000. Bên này thì nó là cái máy cắt cỏ chạy xăng 2 thì ZUB. Cái này thì cắt bằng lưới dao. Đấy, cái này thì nó cắt bằng lưới dao các bác nhá. Thì bác nào mình lấy con máy chạy xăng này thì em đang bán là giá là 1.200.000 em bao ship của bác luôn. 1.200.000 cho cái máy cắt cỏ chạy xăng. Này, bên này thì nó là cái dòng HB 40V. Đây là cái thân máy, là cái thân cũng gọi là carbon siêu nhẹ. Cái này là 40V. Để hơi nước. Đây cũng là 40V đúng không nhỉ? Cần thẳng động cơ đút nét không chuyển than. Giá cái thân máy này thì em cũng đang thanh lý là 1.500.000 thôi. Đây, bên này thì nó là cái máy cắt cỏ 36V. Cái này thì động cơ có than, motor thì nó nằm ở đây. Cái này thì nó có cái càng để mình cầm dễ. Càng để mình cầm như này. Chặt con ốc này, motor thì nó nằm ở đây nhé các bác, tơ nằm đây, mình có thể mình tháo rời ra, mình xoáy cái này rồi mình rút rời là được. Còn là mình lấy con này thì thành đi các bác giá 1.000.000 thôi, 1.000.000 cho con máy cắt cỏ 36V có than này. Cái này thì là con máy cắt cỏ của thằng AEG 58V. Đây, 58V. Bữa nào mình lấy cái thân máy này thì giá của nó là 2.000.000 nha. 2.000.000 cho cái thân máy cắt cỏ 58V này. Đây, bên này thì nó là cái máy khoan đất. Con đất của thằng Zigit này nó 36V, nó sử dụng hai pin 18. Mình cầm này một khoan, cầm mình giữ này một khoan. Hôm nào mình cần lấy cái khoan đất này thì giá thanh lý cho các bác giá 3.000.000. Con này bình thường này em bán 3.500.000 nhá. Này em bán 3.000.000 một cái máy khoan đất của ZUB, khoan đất của thằng Zigit, động cơ đốt nét không chổi than, 3.000.000 thôi.
Còn các bác mình muốn rẻ hơn thì các bác mình lấy cái máy cắt cỏ đây. Đây là máy cắt cỏ. Cắt cỏ này thì giá thì em đang bán có 500 nghìn thôi. Có thể mình rút ra hay vô được. 500 nghìn cho một cái thân máy này, chưa có bao gồm pin các bác nhé. Mình bác nào mình có pin rồi thì các bác mình có thể mình lấy cái thân máy này, có 500 nghìn thôi. Mình về mình cắt cỏ sân vườn nhà mình là ok. 500 nghìn cho cái thân máy cắt cỏ. Thì đây là nên những cái dòng máy cắt cỏ. Thì các bác nào mình đang quan tâm đến dòng cắt cỏ thì các bác mình cứ liên hệ cho em nhé. À đây, còn tiện giới thiệu qua một con máy thì hàng rào cắt cành trên cao nhé. Đây là con máy cắt cành trên cao này. Cái này thì nó không có rút được. Nếu dù cái này mà nó rút được lên ấy, thì nó khoảng tầm 2m9. Còn cái này không rút được, nó bị kẹp ở trong. Thì cái tầm chiều cao của nó cỡ khoảng tầm 2m rưỡi, cỡ khoảng 2m, 2m, 2m2 gì đó. Đây, nó tầm này thôi. Nếu các bác mình lấy cái, các bác mình lấy cái này thì em thanh lý cho các bác với giá là 1 triệu đồng. Cái nào mình lấy cái cây như thế này thì thanh lý các bác 1 triệu đồng thôi. Còn cái này nó mà rút ra được 2m9 thì cái giá của nó khoảng tầm 2 triệu nhé. Còn cái này thì nó chỉ có như vậy thôi. Thì bác nào mình lấy thì cây này thì em thanh lý cho các bác giá 1 triệu đồng. Đó, các bác mình tham khảo được cái dòng máy nào thì các bác mình cứ liên hệ cho em nhé. Xin chào các bạn.